Thưa thầy, thầy có thể cho biết tên ngày sanh và thầy đang cư ngụ ở đâu ạ? Tôi tên là Trần Hữu Hiếu. Tôi cư ngụ ở Westminster, California, ở Mỹ. Và ngày sanh là ngày tháng Giêng, ngày 17 năm 1957. Thưa thầy, khi chiến tranh Việt Nam thì thầy đang ở tuổi thiếu niên, thầy có nhớ gì về cái cuộc chiến tranh đó không? Thì bởi vì ông bố tôi làm việc ở Sài Gòn nên thật sự đối diện với chiến tranh trước cái ngày cộng sản đó thì chỉ là những cái bản tin mà ông bố tôi muốn tôi đọc với ông vào lúc khoảng 5 giờ sáng vào mỗi ngày. Còn cái điều có thấy được chiến tranh nữa vào cái Tết Mậu Thân lúc nó còn nhỏ là những cái chiếc máy bay bắn nhau, bắn xuống dưới đất, những cái tiếng pháo nổ ở đằng xa thôi. Chứ thật sự thì không có đối diện trực tiếp. Và tới ngày 28, 29, 30 tháng 4 là ngày cộng sản vào đó, thì lúc đó trước cửa nhà mới có những anh lính đóng quân ở đó, rồi những cái khẩu pháo đặt ở đó, rồi mấy anh lính mới đào hầm hố trước cửa nhà. Thì lúc đó tôi mới cảm giác cái chiến tranh như thế nào. Cùng một lúc đó thì tới ngày 29 á, thì đánh nhau đâu ở vùng Hóc Môn hay là cái vùng nào đó gần cái chỗ tôi ở, là tức là quận 10 của thành phố Sài Gòn, thì có những chiếc xe cam nhôm chở những xác người đầy nhóc lên đó, xong rồi họ chở đi, rồi những người lính mất ngủ mệt mỏi rồi nằm ngủ ra đó, rồi khi mà có một cái gì đó của cái truyền tin thì mấy người đó mới bật dậy. Thì tôi nhìn thấy những cái điểm đó thì tôi mới thấy được cái chiến tranh, mặc dù chỉ là một phần nhỏ. Thưa thầy, thì lúc đó thì suy nghĩ của thầy là gì và cảm tưởng ra sao? Lúc đó vì cái tuổi thơ thì tôi cũng không có hình dung được cái chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng một điều là cái cuộc chiến nó tới sẽ có những cái nguy hiểm, rồi cái khuôn mặt thất sắc của ông bố tôi, rồi những cái nhà xung quanh nó xáo động lo âu, thì tôi cũng cứ vẫn nhìn như thế thôi, chứ thật sự cũng không có một cái tư tưởng nào cả. Mà cảm giác không biết có phải sợ hay không sợ, hay là cảm giác có một cái gì đó hay không, thì cái chuyện đó nó chưa có rõ ràng lắm. Bởi vì lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi. Thưa thầy, thì ba của thầy thì làm cấp bậc gì, có vào trong quân đội không? Dạ vâng, ông ba tôi đó là cái chức vụ cuối cùng á, là thiếu tá phụ thẩm tòa mặt trận vùng 3 chiến thuật. Thì cái tòa mặt trận đó thì nằm ở Bạch Đằng, bến Bạch Đằng của thành phố Sài Gòn. Coi như tòa án quân đội đúng không? Dạ, tòa án mà coi như quân pháp đó. À, thưa ông, rồi cái chuyện 30 tháng 4 năm 1975 nó tới, theo tôi biết ở cái chỗ thân phụ của thầy ở chỗ đó là nó kế ngay bến Bạch Đằng, tức là cái đường ra đi lên tàu để ra khỏi nước Việt Nam cũng không có gì làm khó khăn lắm, thì vì sao gia đình không quyết định ra đi ạ? Thì cái điều đó thì tôi không biết là ông bố tôi có nói chuyện với là má tôi hay không. Nhưng mà ông bố tôi có nói với tôi, bởi vì lúc đó mặc dù tôi là con thứ ba trong gia đình, tức là anh cả anh hai, nhưng mà anh cả lúc đó đang ở Mỹ đang đi học, và anh hai đó là đang ở Úc cũng đang du học, thì coi như tôi là anh ba nhưng mà cũng là một người con trai lớn nhất. Thì ông mới vỗ vai tôi nói ba không có đi Mỹ, vì ông có một cái niềm tin là dù gì chăng nữa đó cũng là người Việt Nam với nhau, không đến nỗi nào. Và mình đi qua như vậy đó thì ba muốn mấy đứa con là người Việt Nam, chứ mình cứ ở đây đi không sao. Thì đó cái niềm tin của ba tôi như vậy, thì cái kết quả là ba tôi phải đi tù bao nhiêu năm. Thưa thân phụ của thầy bị tù bao nhiêu năm ạ? Không nhớ chính xác lắm nhưng mà trên 11 năm.
thì đi từ Nam ra Bắc, đi lâu Long Khánh rồi Dầu Dây rồi sau đó đi từ từ ra tới Hòa Liên Sơn. Thưa rồi thân phụ của thầy sau đó được trả tự do hay không hay sao ạ? Dạ, sau đó thì được trả tự do rồi về lại với gia đình. Thì sau khoảng 2 năm về lại với gia đình thì có cái chương trình HO và ông bố mới làm hồ sơ đi. Dạ. Thưa thầy, thì lúc mà thân phụ của thầy vào tù đó thì cái chuyện gì xảy ra cho những người còn ở lại trong gia đình của thầy, mẹ của thầy và những người anh em khác có bị ảnh hưởng gì không? Thật ra là ảnh hưởng rất là nặng nề, là bởi vì trước nhất là vấn đề tình cảm, rồi sau đó là vấn đề tài chính, rồi sau đó nữa là những cái vấn đề khác biệt chính trị. Thì với cái khác biệt chính trị như vậy đó, thì bản thân tôi lúc đó là học xong lớp 12 và tôi đã thi vào các trường đại học. Vì những cái bài mà thi vào trường đại học rất là dễ, không có khó đối với tôi. Tôi chỉ làm khoảng cao lắm là nửa tiếng đồng hồ là xong. Mà tôi biết chắc là trúng 100% luôn đó, cũng không đi học được. Thì từ đó là có những cái bất mãn riêng của chính mình. Rồi những đứa em cũng vậy, đứa nào học lên lớp 12 rồi là xong, không có đi vào đại học được. Không những vậy mà xin đi làm vào những cái, nói nôm na là những công ty quốc doanh cũng không được, chỉ làm trong những cái là hợp tác xã thôi. Rồi coi như là một cuộc sống mình nó ra, mình cảm giác như mình gạt ra ngoài rìa của một cái xã hội như vậy. Thưa thầy có nói đến vấn đề kinh tế, tình hình kinh tế gia đình như thế nào? Mẹ của thầy đó thì làm gì để mà nuôi sống con cái và còn tiếp tế cho ông chồng trong tù nữa? Thì với bởi vì má cũng có cái nghe nói là đi về vùng kinh tế mới như vậy đó, cái vùng nào mà coi như là đèo heo hút gió đó, thì ông chồng sẽ được về sớm. Nên chị má cũng bỏ tiền ra, cái số tiền còn lại trong gia đình để mua cái mảnh đất như vậy. Thì bà phải chứng minh cái thừa hưởng khó mà cái mảnh đất đó là đều heo hút gió lắm. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, nữa sau một thời gian đó, thì má mới lên Sài Gòn trở lại, ở lại trong cái nhà đó và mở cái quán bán cà phê. Rồi mấy chính bản thân tôi đó thì đi buôn đậu từ trong ở Long Khánh, Dầu Dây, Vân Lâm về để mà phụ thêm cho má. Rồi có một cái một phần nữa là do cái lợi tức của cái rẫy, rồi cố gắng như vậy thôi. Rồi sau một thời gian, khi mà nhận được tiền tiếp tế của ông anh ở bên Úc về, thì từ đó thì mới có tiền để mình nuôi cho má. Mà đúng ra thì 5-6 năm sau mới cho nuôi, chứ thật sự là 6 tháng một lần hay là 2 tháng một lần đó, chứ gửi cho một ký quà. Thì má làm những cái gì mà mặn mặn, có chút thịt cái đó cho gửi cho bố thôi, chứ không có được cái thăm nữa. Bạn này thầy có nói đến chuyện là thầy đi kinh tế mới, thầy có nhớ lại cái chuyện xảy ra là như thế nào? Bao nhiêu người trong gia đình đi kinh tế mới và vì sao mà họ vẫn cho có cái căn nhà ở thành phố được? Bởi vì khi mà đi kinh tế mới đó thì những đứa lớn đi, còn ở nhà lúc đó có những đứa em nhỏ 7 tuổi, 8 tuổi, 11, 12 tuổi. Thì lúc đó bà má bà để giữ cái nhà đó như vậy. Xong rồi nói là mấy đứa lớn của tôi nó đi làm lễ cho mấy đứa con tôi là mình nhỏ làm sao đi được. Rồi cũng phải là cãi lộn, tranh đấu. Thì bắt cuối cùng nó vẫn để. Nhưng mà cứ mỗi tháng là nó tới nó hỏi, nói làm ăn dưới đó làm ăn được chưa, đi dẫn về hết đi này kia cái nào. Nhưng mà ngày qua ngày rồi cái chuyện đó nó cũng không thể làm được. Thầy có thể tả cái cảnh kinh tế mới nó như thế nào? Đến nơi thì ruộng rẫy ra sao? Thầy có làm rẫy được ngon lành không? Nói đúng ra thì cái vùng kinh tế mới đó là cái vùng đất đỏ khô cằn.
và cũng gần hơi gần gần cái rừng chút đỉnh. Thì bởi vì bà má muốn chứng minh là còn thật sự có vùng miền kinh tế mới, chứ phải đi mua cái vùng mà nó có cây cối mà làm ra tiền kia thế nào. Thì chính bản thân tôi mới về đó, mới kêu người đào giếng, mới là xây cái chòi, xong rồi cũng học cuốc đất. Nhưng mà nó đúng ra thì cuốc thì thôi, chứ mà đâu cuốc nhiều được đâu. Rồi cứ từ từ từng bước cứ trồng từ từ riết thì nó cũng quen thôi. Rồi tới mùa cũng đi mướn người, rồi mình cũng ra đập lúa, cũng cắt lúa, coi như làm đủ các thứ. Thưa thầy, cái không khí của những cái vùng kinh tế mới đó như thế nào? Người dân có đầy đủ thuốc men khi ốm đau, phương tiện chuyên chở, và nói chung thì cái cuộc sống của những người đi vùng kinh tế mới có đủ ăn không? Những người vùng đi kinh tế mới thì đúng ra nó thật sự thì không bao giờ đủ ăn được hết. Và những người mà từ đó mà đi ra chợ đó thì cũng phải tính ra là phải 4 cây số, mà cái chợ thì cũng lèo tèo thôi, không có gì. Rồi sau này sau khoảng 7-8 năm sau thì nó phát triển lên. Còn cái vùng kinh tế mới tức là một cái vùng rẫy mà trong đó không có nước để mà coi như là dẫn vào ruộng, không phải ruộng mà là rẫy, tức là nó không có nước, trồng lúa ở trên đất đỏ khô cằn chỉ chờ mưa thôi. Còn giếng đó là phải đào khoảng chừng 20 thước xuống mặt đất nó mới có. Thưa thầy, như vậy thì cái theo như thầy tả như thế thì cái đời sống nó rất khó khăn ở trên vùng kinh tế mới, còn cái việc ốm đau, thuốc men, phương tiện thì ra sao? Cái việc ốm đau, thuốc men, phương tiện thì tôi xin kể một câu chuyện. Bà má tôi, bà bị đau bao tử. Thì cho dù có thuốc men gì chăng nữa đó, thì mình tự mua, mình tự lo. Chứ nếu mà gọi là nhà nước, tức là nhà cộng sản, cho dù một cái trạm y tế nó không bao giờ giúp đỡ một gia đình sĩ quan. Bởi vì bà má tôi có một cái trường hợp là bà biết lo cái gì, cái là nghe tin ông mối thế nào đó thì bị bà má đã có bệnh bao tử rồi. Tới lúc đó cái tự nhiên biết sao, vừa đi cầu ra máu, vừa mửa ra máu. Thì tôi mới chở liền về nhà, chở liền về Sài Gòn và cho vào nhà liền tức khắc. Rồi chở lên bệnh viện Trung ương, tức là bệnh viện gần nhà khoảng chừng 500 thước. Thì khi vào đó mới khai này kia cái nọ xong rồi đó, thì một người cán bộ đang nói: "Chú mày là sĩ quan chế độ cũ, đi về, về mà chết đi." Thì phải nói phải đưa bà má về thôi. Tại vì tôi nghĩ là một nhà thương thì dầu gì cũng cho cầm máu hay vào nước biển gì đó thôi, thì cũng có thể là chấp nhận 1-2 ngày để cho nó giảm, cho về thì mới là một cái bệnh viện. Ở đây là nó đuổi thẳng, lúc đó là má tôi là trên này ngực thì máu, dưới quần thì máu, là đem về. Mà lúc đó thuốc cũng không có đủ nữa. Lúc đó là chỉ làm cái gì nữa bây giờ, lúc đó là chỉ lấy nghệ đâm ra cho uống thôi. Rồi cứ để má nằm trên giường đó. Thì nói với má bây giờ má chết thì má chết thôi, không biết làm sao mà lo, ai mà lo được. Nhưng mà may mắn thì 7 ngày sau, từ từ mửa bớt ra máu, nó má thì còn như là cái tờ giấy, rất là nhẹ. Và từ đó từ từ nước sau cái tự nhiên khỏe lại. Và từ đó mình mong tưởng hết, cũng hết luôn, không hiểu tại sao. Dạ vâng, thưa thầy, thì cuộc sống trong những ngày kế tiếp như thế nào? Thầy có nói đến cái chương trình để mà cho những người cựu tù nhân là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa được đi sang Mỹ, thì cái việc lo giấy tờ để gia đình ra đi có gặp khó khăn gì hay không, họ có đòi hỏi tiền bạc gì hay không, như thế nào? Thì mới đầu thì trong có đơn từ ở đâu đó mà ông bố ông đi xin ở đâu hay là lấy ở đâu đó thì tôi không có rành lắm, vì lúc đó tôi không ở nhà. Rồi sau khi tôi về tới nhà đó thì mọi việc đã xong rồi, tôi chỉ ký tên thôi. Thì tôi cũng nghe nói là cũng phải chi tiền cho phường khóm nó mới chính,
rồi chi tiền trên thành phố chính, rồi sau đó vậy. Và cái chuyện chi tiền đó đối với tôi nó cũng bình thường, bởi vì sao, cộng sản làm gì cũng phải chi tiền thôi. Và tôi cũng đã sử dụng cái cách chi tiền đó để làm nhiều việc quá rồi, tôi hiểu. Chỉ đối với tôi nó thì phải thôi, cho nó ăn cho nó mà làm việc rồi xong. Thầy nói là thầy không có ở nhà, vậy thầy đi buôn bán xa hay như thế nào trong những cái ngày tháng mà gia đình chuẩn bị đi nữa? Sau một thời gian rồi tôi giúp đỡ gia đình, rồi từ đó gia đình có cái ông anh bên đó gửi về, rồi như vậy thì tôi đi làm ăn chỗ này chỗ kia chỗ nọ, xong rồi hay là tôi đi lại nhà bạn bè, hay là tôi đi trong những cái vùng xa xa xôi chút đỉnh hẻo lánh chút xỉn, nếu như những cái chỗ nào mà có những cái người thầy thế nào đó thì tôi tới đó tìm họ nói chuyện, họ là ở vùng đó để tôi nghiên cứu thêm cái môn đó. Tôi thấy môn gì ạ? Cái môn của tôi thì tôi có thể tạm đặt cái tên là Hoàn Nhiên Khí Công, là một cái môn luyện công của người Việt Nam, và tôi được một người khất sĩ đã dạy cho tôi khi tôi còn nhỏ, khoảng 13 tuổi, 14 tuổi. Thì cái chuyện dạy cũng là một cái tình cờ. Rồi sau đó lúc tôi học thì tôi mới đi, vì tôi chỉ nghĩ là tôi tập cho khỏe, và tôi thấy thật sự là khỏe thôi. Rồi sau đó từng bước một thì các ông thầy đó mới dẫn dắt đi vào nghiên cứu về võ học, nghiên cứu về thiền học, nghiên cứu về triết lý, nghiên cứu về các thứ. Rồi sau khi mà cộng sản vào thì ổng đi mất, tôi không biết đi đâu. Thì lúc đó tôi chuyên về võ thuật nhiều hơn. Tôi chuyên về võ thuật, và sau vì hồi trước thì tôi không chuyên về võ thuật nhiều, tôi biết hết nhưng không chuyên luyện đúng ra. Thì sau đó tôi chuyên về võ thuật nhiều, rồi từ đó ra ngoài làm những công việc khi buôn bán, và nhiều khi mà buôn bán đậu hay là mè hay là các thứ từ các nơi thì đương nhiên cũng phải đụng chạm, thì phải sử dụng cái khả năng võ thuật. Sau một thời gian khi mà luyện tập lên cao nữa đó, thì tôi thấy là cái này không phải chỉ là võ thuật không, cái này là một cái điều khí như vậy thì tôi mới, bởi vì trong khi mà tôi đi buôn này kia cái nọ cũng các vùng đó, thì tôi gặp những cái người mà được cho là nổi danh trong cái vùng đó, thì tôi tới tôi xin học. Sau khi tôi xin học thì tôi nói chuyện cái này kia cái nọ, thì sau một thời gian thì tôi dạy lại cho họ. Sau khi tôi luyện cái công phu của họ xong rồi, tôi thành công xong rồi, và người ta luyện không được thì tôi mới chỉ lại. Thì như vậy thì tôi mới phát giác ra là trong cái môn này nó có một cách trị bệnh rất là hay. Thì tôi mới bắt đầu tôi sử dụng thử xem. Tôi nghiên cứu y, lúc đó thì không có cuốn sách nào, chỉ có cuốn sách của Hải Thượng Lãng Ông thôi. Tôi đọc hết 3 tập của Hải Thượng Lãng Ông trong vòng 3 tháng. Và tôi dùng cái môn khí công này để tôi dạy cho người ta. Thì trong khoảng thời gian đầu tôi làm việc để tôi dạy cho người ta, mà cùng lúc đó tôi sử dụng nội lực của tôi để tôi trị trị luôn nữa. Rồi sau này tôi không sử dụng được đó nữa. Thì cái tiếng vang của tôi nó nổi rất là nhiều ở vùng Long Khánh. Nhưng mà tôi thấy cái thời cơ nó chưa tới. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là cái sự suy nghĩ của tôi nó chưa có chín mùi. Cái thứ ba nữa là tôi đang ở trong vùng cộng sản. Thì tất cả những người học trò của tôi mà khi tôi dạy đó, khi mà nó có một cái khả năng để mà nó có thể trị bệnh được đó, nó nôm na là dùng tay mà trị bệnh, dùng nội lực trị bệnh, thì tôi cấm tuyệt đối không được sử dụng. Và có những người đã cãi lời để sử dụng thì nó có những cái hậu quả không tốt lắm. Rồi tôi thấy như vậy, cái rồi là tôi trốn luôn. Tôi thâu về lại hết, tôi qua một cái vùng khác, tôi không ở đó nữa. Mặc dù lúc đó bệnh nhân và người sinh học tới rất là nhiều. Bởi vì ở cái vùng đó, cả cái vườn lớn, người ta tới sinh học đầy đó.
Rồi xong rồi mấy cái ông thầy thuốc bắc ông gửi những người con tới, nói là chồng vàng trước mặt tôi rồi hả, người phải dạy cho con họ bao nhiêu đó. Nhưng tôi thấy cái điều đó không được, vì trong cái thế giới cộng sản ẩn danh là tốt nhất, lộ ra đó mà khi biết rằng là con của một sĩ quan chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa thì nó sẽ làm ra đủ các thứ chuyện. Khi có nhiều người nghe lời, cho dù một cái tập thể rất là nhỏ, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Việt Nam lúc đó, cộng sản lúc đó nó tối kỵ cái vấn đề võ thuật. Mặc dù công an cho nó những đặc vụ của nó vẫn luyện võ thuật, nhưng mà người dân nó không chấp nhận võ thuật. Nên chỉ tôi thì khi tôi biết rằng cái môn này có thể trị bệnh được như vậy rồi, tôi thử xong hết rồi, nghiên cứu hết để chỉ dạy hết, để tìm ra được hết rồi, tôi ta ẩn danh luôn, không xuất hiện. Thưa thầy, thì cái môn thầy nghiên cứu đó, cái nguyên tắc là cái gì mà làm sao, làm như thế nào để nó có thể chữa bệnh? Cái vấn đề nó làm như thế này, cái môn này không phải là tôi nghiên cứu ra, mà cái môn này là được dạy trong ở Việt Nam, nhưng mà không có chỉ ra ngoài. Không phải là không có chỉ ra ngoài, nhưng mà những người mà biết cách để mà luyện cho người khác ấy, là họ tìm những cái môi trường đầy đủ những cái yếu tố xung quanh để hỗ trợ cho người đó. Rồi những cái đó, ví dụ như những ông tướng lãnh hồi xưa đâu có biết là từ võ nào đâu. Những như Trần Hưng Đạo, như Đinh Bộ Lĩnh, như gần nhất là như vua Quang Trung, võ công rất là ghê gớm, nhưng không có ai biết là từ cái môn phái nào. Nhưng thật ra là từ những người ẩn sĩ của Việt Nam họ dạy, và họ biết cách để sử dụng những cái yếu quyết này mà họ không có nói ra. Thì môn khí công nào cũng vậy, giống như chị biết trên cái thế giới đó, môn khí công nào cũng là tay chân hít thở vận tới vận lui, đúng không? Và dồn sức chúng đang điền, dồn sức chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Còn thật sự của cái hoàn nhiên khí công này đó vẫn tập như vậy, mặc dù những cái tập đó nó sẽ tập nhiều hơn người ta, tập nhanh hơn người ta, tập mạnh hơn người ta, tập nặng hơn người ta, nhưng mà điều đó không phải là điều căn bản. Cái điều căn bản á là trong cái hoàn nhiên khí công, quan niệm thân hình của một con người là một bình điện. Thì trong khoa học có cái chữ là bioelectricity. Thì trong cái tế bào nó có bên ngoài là dương, bên trong là âm. Và các tế bào, ví dụ như chị hít thở từ cái tế bào này của máu, nó chạy qua những cái tế bào của da hay gì đó, thì những khi nó trao đổi oxygen với nhau hay là nó lấy gì, nó có một cái bioelectricity, cái nhân điện đó, thì nó mới xảy ra. Còn cái nhân điện đó mà không đủ thì nó không xảy ra. Thì trong cái môn này đặt nặng cái vấn đề đó là phải recharge lại cái bioelectricity của mình, tức là recharge lại cái nhân điện của mình. Thì khi mà recharge lại cái nhân điện của mình, thì bây giờ tôi diễn dịch theo cái ngôn từ bây giờ của thế kỷ 20, những yếu quyết ngày xưa thì nó không có những cái kỹ nhân điện, không có những cái nọ, mà có những cái yếu quyết thôi, rất là ngắn gọn để cho người ta theo. Thì khi mà chị tập, tức là một người tập luyện, thì có nghĩa là người đó đang recharge lại cái battery của mình. Mà khi cái tần số điện của tế bào nó được cân bằng, thì các cái điện giải, những cái phản ứng điện giải nó trung hòa trở lại. Thì từ đó cơ thể của con người có khả năng tự động phục hồi rất nhanh, nếu mà cái nhân điện được phục hồi.
Và cái danh điện được phục hồi bằng cách nào? Ví dụ như bây giờ chị thấy cái con người đó làm được tất cả mọi thứ, về điện dương không thể làm được điều đó. Và những cái vận động của các nhà máy, các những cái cơ sở để phát xuất điện đó, là nó đốt hoặc là nó vận chuyển một cái speed, cái một cái chu kỳ để nó phát ra một cái tích điện dương. Nhưng mà cái tích điện âm á là đặc quyền của tạo hóa, không làm được, phải lấy từ một khác thôi, đúng không? Thì khi chị tập nó cũng nghe, khi chị hít vô thở ra hay chị vận động tay chân, thì khi chị vận động, chị ăn uống, chị suy nghĩ là chị tạo điện dương. Và cái điện âm chị lấy từ đâu? Cái điện âm chị lấy từ cái thể chất của chị, cái khối lượng vật chất của chị. Nhưng mà nếu chị suy nghĩ nhiều quá, chị vận động nhiều quá, thì cái tích điện âm nó lên cao quá. Mà khi nó cao quá thì cái điện âm nó không đủ, thì bắt buộc chị phải đụng hay chạm với mặt đất, tức là con người chị nó phải ra. Mà khi con người chị nó ra rồi đó, thì cái tích điện của âm dương trong cái tế bào nó tăng lên và nó cân đối lại. Và khi nó cân đối lại được rồi thì những cái phản ứng điện giải trong đó xuất hiện. Và không những vậy nữa, trong người mình nó cũng giống như một cái máy thôi, nó có những cái tụ điện. Tức là khi điện nó qua, điện nó tụ vào đó. Rồi khi mà chị kích phát một cái chuyện gì thì cái luồng điện bên ngoài nó không đủ, thì cái chỗ này nó phóng ra thêm để mà nó kích trước cái đã, rồi sau đó nó mới chạy. Thì đó là những cái trung tâm huyệt đạo. Hay là đó là những cái mà trong yoga gọi là luân xa. Hay là đó là những cái mà trong các môn khác gọi là hạ đan điền, trung đan điền, thượng đan điền. Nhưng mà thật sự là các tế bào. Và nếu mà nói nhiều thì nó có nhiều chuyện nữa là sao? Thì nếu vậy thì làm sao mà chị tập lâu thì cái điện chị nó tăng lên được? Là bởi vì bây giờ ví dụ như một cái battery 6V là 6V thôi, làm sao tăng 10V đến 20V? Có thể làm sao mà đến điện cao thế được? Nhưng con người có thể làm được. Con người có thể làm được bởi vì con người có đáp ứng được cái môi trường bên ngoài, đáp ứng được với những cái tình huống có thể xảy ra đối với mình. Ví dụ, bây giờ chị nói là chị yếu, nhưng bây giờ chị biết cách tập và chị tập thật là nhẹ nhàng và từ từ chị tăng chút xíu, tới lúc cái tay chị nó sẽ mạnh. Thì hỏi là nếu mà trong cái thời gian 6 tháng chị tập để có cái tay mạnh, mà bây giờ trong 6 tháng đó chị không tập, thì cái tay thì không mạnh đương nhiên, đúng không? Nó có thể yếu lại. Thì cái nhân mạnh đó nó nằm ở đâu? Cái nhân mạnh đó nằm trong não bộ của mình. Đó là lý do một con người khác một con vật theo quan niệm của hoàn nhiên. Khi chỉ có một ý niệm và chỉ có một kỹ thuật tốt và chỉ có một đấu trí thật sự, thì chị có thể xây dựng được cái tần số nhân điện chị cao lên bằng cách tập luyện. Đó là những nguyên tắc, đó là một cái basic. Thế thầy, khi mà thầy nói là con người ta khác với những cái con vật khác, hay là khác với những cái động vật khác, mà nhờ mình store, tức là mình giữ lại trên cái óc của mình những cái nhân điện mà khi mình có thể tập luyện, mình có thể sử dụng nó để mà coi như người mình khỏe mạnh hơn hay là có cái sức mạnh hơn. Thưa thầy, thì từ đó mà làm sao để có thể chữa thành bệnh, để chữa hết bệnh rồi thầy? Thì đó. Bây giờ bởi vì một cái nguyên tắc mà tôi sẽ nhắc mỗi lần, mỗi ngày cho những cái người tôi hướng dẫn là khi cái vị tập xong rồi, cái vị thấy cái đầu óc phải thanh thản trước, chứ không phải cơ thể mạnh trước. Bởi vì lý do thì sao? Khi đã cân bằng cái tĩnh điện, nhân điện của cơ thể, thì sự suy nghĩ và ưu tư của quý vị là nhân điện.
Và đó là những cái xung điện không được tốt. Thì bởi vì những cái phản ứng đối với cảm giác của mình, đối với những cái phản ứng đối với cái môi trường bên ngoài tạo ra những cái xung động. Và những cái xung động nó tồn trữ trong cơ thể và nó làm mất đi cái cân bằng của tĩnh điện. Thì bắt buộc cái tĩnh điện đó nó bị xáo trộn thì nó gây ra những cái stress trong cơ thể. Trong trước nhất là trong não bộ trước, thấy khó chịu trước. Thì khi mà những người tập luyện xong rồi, trong một buổi tập thì họ phải thấy trước nhất là cái đầu óc thanh thản. Rồi cái đầu óc thanh thản nó đòi hỏi nhiều cái dữ kiện khác thì mới tới cơ thể. Rồi bởi vì sao? Một đầu óc thanh thản rồi từ đó nó có nhiều cái nhân tố khác nhau để nó kết hợp với đó, nó mới giải quyết cái phần dưới. Và nếu mà để chữa bệnh thì nó có nhiều cái, ví dụ như thế này. Ví dụ như khi mà đã cân bằng được cái điện giải, cân bằng được cái nhân điện trước thì bắt đầu các cái điện giải được cân bằng. Và khi các điện giải được cân bằng đó thì các cái hệ thống miễn dịch trong người của người tập luyện đó sẽ được cân bằng trở lại. Và từ đó những tuyến nội tiết nó sẽ làm việc. Và cùng lúc đó vẫn phải tập luyện thì ngày qua ngày nó sẽ tiến triển rất là nhanh. Là bởi vì sao? Cơ thể của chị, cơ thể của người tập luyện và con người lúc nào cũng muốn sống. Mà cái ý niệm muốn sống nó nằm sâu thẳm bên trong. Nếu mà kích phát nó được thì nó sẽ trỗi dậy. Và nó trỗi dậy, nó sẽ không phải trỗi dậy một cách hoang đường, không phải là trỗi dậy như là một cái tiếng nói hay là một bài nhạc. Nhưng mà nó sẽ đưa hết tất cả các tuyến nội tiết theo một đường một để mà đi. Nên chi cái sự phục hồi cơ thể nó sẽ nhanh hơn. Thưa thầy, thì thầy dùng cái tên của cái bộ môn này là cái gì, và thầy có thể giải thích cái tên đó nó có nghĩa như thế nào trong cái bộ môn này không? Cái bộ môn của tôi thì tôi đặt tên, và cũng như là những cái người thầy của tôi thì không đặt tên nhưng mà chỉ nói lại là cùng chung với trời đất thôi. Thì tôi đặt cho nó gọn lại là hoàn nhiên. Hoàn là trở về, nhiên hoặc là thiên nhiên. Trở về với thiên nhiên không có nghĩa là đi ra vườn để nhìn cây, nhìn cối, nhìn các thứ. Mà trở về với thiên nhiên là để thấy được cái năng lực thật sự của nó. Và dùng cái năng lượng đó thật sự để giải quyết những cái bệnh thật sự của một con người để vào đời sống thật sự. Chứ không phải là một cái gì đó lãng mạn, một cái gì đó mà có vẻ mang tính chất triết lý, không. Một kỹ thuật. Thưa thầy, thì cái kỹ thuật thử thầy nó sẽ đem benefit, đem cái lợi ích cho những loại người như thế nào? Vâng, cái câu hỏi của cô cũng rất là hay. Và với tôi và với hoàn nhiên chỉ có hai loại người trên thế giới thôi. Một là người chịu tập và một là người không chịu tập. Thì cái hoàn nhiên đem lợi ích cho loại người chịu tập. Chứ không phân biệt tôn giáo, không phân biệt niềm tin, không phân biệt chủng tộc. Chỉ có hai loại người thôi. Chịu đứng lên để chiến đấu với cái bệnh tật của mình hay là chấp nhận nó. Chỉ vậy thôi. Vâng. Như vậy thì hoàn nhiên á, có thể chữa được những bệnh gì thầy? Cái hoàn nhiên chữa được bệnh gì đó thì đó thì tùy theo công phu tập luyện. Là bởi vì ví dụ như một cái chuyện, bây giờ mình nói về chuyện cancer đi. Thì tôi có một người học trò của tôi hiện tại bây giờ đó là ảnh là một trung tá không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái biệt danh của ảnh là ông là anh Chính Mập. Thì vợ ảnh là bị ung thư phổi. Thì tôi dạy hình như cũng đây cũng trên 10 năm. Thì khi mà gia đình đó mà phát giác ra đó là bà má bị ung thư phổi thì bác sĩ nói rằng là 6 tháng thì chết. Thì sau khi 6 tháng thì chết thì bị trong nhà toàn là bác sĩ với là dược sĩ không à. Thì trong nhà đó mới nói là bây giờ làm cái chemical therapy. Mà làm chemical therapy thì sống được 1 năm.
mà tóc sẽ rụng, rồi người sẽ bị lỡ lói này kia nọ. Thì gia đình mới họp lại, thì tôi cũng được hân hạnh là bà má bảo nói là bây giờ tôi họp lại để mà cho má chemical therapy hay không, thì má đề nghị là có cho thầy Hiếu tới. Thì tôi mới được hân hạnh ngồi trong cái gia đình đó để nghe nói chuyện, nghe nói qua nói lại, nói nào đâu, nhưng mà rụng tóc rồi những cái da bị lỡ ló thì đi không được, phát sưng nhất. Thì bà má bà sau khi nói qua nói lại cũng không giải quyết được, thì bà má bà mới hỏi à, bây giờ mấy đứa có cho thầy Hiếu nói không? Thì tôi mới thực sự làm chuyện gia đình người ta mà sao mình nói. Nói bây giờ mấy cô mấy cậu mấy đứa mà cho tôi nói, tôi nói, tôi nói đồng ý thì đồng ý, mà không đồng ý thì bỏ qua nữa, coi không có. Nói mấy cô mấy cậu rất là có hiếu đối với mẹ, nhưng mà có hiếu đối với mẹ chứ, ví dụ như mẹ muốn sống đó, mà mẹ muốn sống cho khỏe chứ phải sống mà lỡ lói, không phải sống mà nhức mỏi tóc tai rụng hết, người ra người ngỡ ngỡ, mẹ không muốn như vậy thì thôi đó. Chứ sống như vậy là để mà thỏa mãn cho của mấy cô mấy cậu hay là thỏa mãn cho quá, đó là cái của cuộc đời. Còn vấn đề tôi là như thế này, nếu thật sự mấy cô mấy cậu thương bác, thương mẹ, thương vợ, mẹ chồng, thương mẹ vợ, thì support tất cả mọi phương tiện có thể có được để cho bà bác có người chở đi tập luyện mỗi ngày, thì tôi cam đoan là không có 6 tháng chết rồi. Đương nhiên ai cũng chết, nhưng mà tới giờ mới chết, chứ không có 6 tháng chết. Thì quả thật 7 năm sau mới chết, không có đi chemical therapy. Và người chồng bây giờ vẫn tiếp tục tập luyện mỗi ngày. Thầy, người tập mà thầy nói để có benefit đó thì một ngày là phải tập bao lâu, và những cái động tác nó có khó khăn không? Cái động tác nó không có khó khăn. Cái động tác của nó, bởi vì như tôi đã nói với cô từ đầu đó, trong cái môn này cái động tác nó không quan trọng, cái hít thở cũng không quan trọng, cái quan trọng là con người cô phải chạm mặt đó. Tức làm sao, thí dụ như cô làm việc trong văn phòng mà có cái sàn, cô làm việc mà cô ngồi nghỉ chút xíu, cởi đi giày là đặt cái chân trần của mặt đất. Cô có thời gian, cô ra ngoài không gian có cỏ, cô đi trên không lên cỏ. Rồi, nếu mà cô có thời gian, cô ngồi, cô hít thở được thì tốt, ngồi không thì một vài ba hơi thở trong vòng 15 phút một lần cũng tốt. Tức là cái hoàn nguyên khí công không có nghĩa là một hệ thống cử động, và một quan niệm để mà sống, một cách để mà sống. Là bởi vì hoàn nhiên đòi hỏi là những người tập luyện cơ thể chạm được và lấy được tâm điện nhiều bao nhiêu tốt bao nhiêu. Khi mà mình thấy đầu óc mình nó mệt mỏi thì nên đi chân trần ra cỏ, hay là đi chân không lên trên mặt đất, vươn vai hít thở cũng được, luyện trúng luyện sai nó không hẳn được. Vấn đề là phải chạm được. Bao nhiêu phút một ngày vậy thầy? Cái chuyện đó nên lợi dụng tất cả những thời gian nào mình có thể được. Không cần phải có một cái quy luật. Thì cái này là đời sống, mà đời sống thì nó phải biến dạng thôi. Thì mình biến theo đó mà làm thôi. Thế thầy, vì sao mà thầy lại chú tâm mà bỏ gần như là gần hết cuộc đời vào cái chuyện hoàn nhiên này, khí công này? Là bởi vì cái thứ nhất ấy, là vì thật sự nó không phải là mình nói cái khí công đó là một ngành đó thôi, chứ trong đó nó có những cái chuyện khác, những cái chuyện giờ giống tương đương như thiền, rồi nó có những cái bước xa hơn nữa. Và tôi đi trên những con đường đó,
Và khi như vậy đó thì cái thời gian nó trôi qua tôi không để ý nó nôm na là vậy. Và những cái chuyện mà về tiền tài vật chất nó xảy ra trước mắt tôi bao nhiêu là cái cảnh. Rồi chính bản thân tôi đúng không ạ? Có lúc thì nắm rất là nhiều tiền, có lúc thì không có gì hết. Có lúc thì lên cao, có lúc thì xuống quá tận cùng. Thì tôi thấy những cái đó có nghĩa thì phải không, không mình nói là không có nghĩa. Nhưng mà đó không phải là mục đích của tôi giữa đời sống. Thầy, mục đích của thầy là gì ạ? Mục đích của tôi là khi tôi biết môn này tôi tìm ra cho hết. Tôi nói ra xong rồi, xong việc thì là đi thôi. Dạ, không hiểu ạ. Thì là bây giờ, hồi trước khi ông thầy ông dạy tôi xong nói là cố gắng phát triển ra nếu con có thể làm được. Là đây là trách nhiệm của con. Thưa thầy, thì cái mong đợi của thầy từ cái việc mà thầy bỏ rất nhiều thì giờ cũng công sức vào cái môn hoàn nghiên cứu công này là để là gì? Là để cho chứng tỏ cho mọi người thấy trong trời đất nó có những cái năng lượng thật sự để cho đời sống người ta từ từ có bớt cái stress, bớt cái âu lo và mới thấy được cái nhân bản của cuộc sống thật sự nó là như thế nào. Thưa thầy, cảm ơn thầy về cái phần về vấn đề nghiên cứu về môn phái, về những cái ước vọng của thầy đó, thì trở về cái đời sống của thầy đó thì thầy khi gia đình mà được đi sang bên này đó, đi sang bên Mỹ này đó, thì cái hành trình kế tiếp sau khi đã ký giấy để đi rồi đó thì có những cái gì không, ngày ra đi như thế nào, trên đường đi sang bên này ra sao thưa thầy? Thì sau khi đi thì tôi ghé Thái Lan khoảng chừng cả nhà ghé Thái Lan khoảng chừng 15-16 ngày gì đó để khám sức khỏe, rồi làm những thủ tục gì đó nữa. Rồi sau đó thì qua Mỹ. Đến thành phố nào? Đến thành phố Los Angeles. Và mới đầu thì về tới Riverside. Bởi vì ở dưới đó có một ông bác, ông chú, với em của ông bố ở dưới đó. Và ông đó là một mục sư tinh lành. Còn ông anh thì ông ở Santana. Và ông nghe lời ông mục sư tinh lành là ở trên này thì băng đảng nhiều lắm, cho mấy em mấy đứa lên đây thì sợ bị hư đốn rồi bị thế nào. Thì sau một thời gian khoảng 3 tháng 6 tháng thì có tiền social, thì gần hết 6 tháng rồi 3 tháng mấy là tôi đi xin việc làm. Nhưng mà mới qua tiếng Anh đâu biết, mà biết cái gì đâu, mình đi xin một cái vùng toàn là thương mại không, đúng không? Thì tôi mới tìm những người bạn trên này, tôi mới lên trên này, tôi mới làm việc, tôi coi. Thì những người bạn khuyên nên lên trên này, thì tôi mới nói với ông anh là lên trên này. Nhưng mà ông anh thì ông không chấp nhận. Thì tôi mới hoạt động trong nhà, tôi mới nói, okay, bây giờ nó thì thế nào thế đó. Bây giờ đứa nào muốn đi thì đi, đứa nào muốn ở đây thì ở. Thì còn không thì tuần sau tôi đi. Thì đúng đó, thật ra thì khi tôi đi qua đây tôi cũng có mớ tiền. Thì tới cuối cùng hết thì ông anh ông thấy tôi có đủ khả năng thuyết phục quá thì ông mới được như vậy. Thì tôi mới đưa cho ông một số tiền, ông mướn nhà, rồi với số tiền tôi mua xe. Thì sau một tuần lễ sau thì tôi có công việc làm. Như vậy cái môn phái mà thầy tập luyện cũng như nghiên cứu để giúp những người học viên của thầy đó, nó là một công việc bên cạnh của công việc, hay nó là cái hobby của thầy, hay là công việc đi làm hàng ngày, cái nào là chính của thầy bây giờ? Hồi trước thì cái công việc chính cũng không có công việc là chính, chỉ làm đủ tiền để mà sống qua ngày. Rồi cái công việc chính của tôi là chỉ là tập luyện, thưởng thức thôi. Rồi sau một thời gian thì cũng là một sự tình cờ, trong cái thiền viện Sùng Nghiêm có mấy sư cô biết rồi mời tới, rồi nó nói cái dạy thì dạy, cũng nên dạy ra. Chứ hồi trước thì tôi không có dạy ra lớp, tôi chỉ dạy một số người nào mà biết thôi. Mà chỉ khi tôi dạy
cũng hơi khó khăn chút đỉnh đối với những người ở hướng dẫn hiện tại bây giờ trong đó, tại vì cái đòi hỏi tôi cao. Ờ, tức là nếu mà không theo kỷ luật của thầy thì không. Thì cái việc này. Thế thầy hiện thầy có bao nhiêu học viên ạ? Thì bây giờ đó, nếu bây giờ là vì có những cái cuộc nói chuyện với trên cái đài Việt Nam hải ngoại của Kỳ Mỹ Duyên, thì có một số lớn học viên, những người đòi thích tôi hướng dẫn ở Việt Nam cũng có, ở các nước khác cũng có, Đức cũng có, ở Mỹ này cũng có, thì khoảng chừng gần trăm. Thế thì học phí là bao nhiêu thưa thầy? Ồ, cái học phí thì không có học phí gì cả. Chỉ cần, vì có những người cũng hỏi tôi như vậy, học phí như vậy, khi mà tôi gửi audio disc là video disc thì nó đòi hỏi là cái thù lao thế nào, bao bán bao nhiêu, thì tôi chỉ trả lời là cố gắng tập đi. Cái thù lao là cái thời gian và công sức của quý vị. Mà khi quý vị báo lại cho tôi là quý vị khỏe mạnh, vui tươi, những cái bệnh đó hết, thì đó là một cái thù lao lớn. Nhưng mà thầy cũng phải có những cái chi phí của... Vâng, thì bởi cái thời gian này thì tôi nói như vậy là bởi vì những cái chi phí đó tôi có thể tính toán được. Còn khi nó lên tầm mức lớn hơn nữa thì là chuyện khác, làm sao mà mình tôi làm được. Mà nếu mà tôi chỉ đi làm có tiền để mà làm những chuyện đó thôi thì thời gian làm kiếm tiền cũng hết giờ luôn. Thưa thầy, thì hình như là thầy là một trong những người dù thầy ở đâu chăng nữa thì cái trí óc của thầy cũng rất là tự do phóng khoáng, thì giữa cái xã hội cộng sản bên kia với xã hội bên này, thầy cho một cái so sánh có ai bỏ tù được cái trí óc của thầy đâu, phải không ạ, hay sao? Vâng, đúng ra thì không ai bỏ tù được cái trí óc của tôi, nhưng mà có một điều là khi mà tôi thấy cái dân Việt Nam của mình, những người dân còn lại đau khổ, và bây giờ thêm cái vấn đề là cái phi thoái như vậy là một cái điều những người, những cộng đồng nước ngoài cần phải lo, và lo thật sâu. Chứ hồi xưa tôi đói, gia đình tôi đói, nhưng mà nó không bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì có tiền ăn, có tiền uống, mọi người nhìn thấy hình có vẻ sung sướng, nhưng mà trong lòng có vẻ nó nghèo nàn đi đó. Thiếu nhiều thứ. Và cái đó là một cái suy thoái đó thì không biết bao giờ mới vượt lên nổi nếu mà không làm việc thật nhau. Thì nói là các cộng đồng hải ngoại phải làm nhanh thật sớm, họ ở một cái vùng đất cách đây quá nửa vòng trái đất rồi, người cầm quyền là người cộng sản, họ đâu có ke gì, quan trọng thì vấn đề suy đạo đức suy đồi gì đâu. Thì thầy nghĩ là cái giải pháp nó phải làm cái gì, cái giải pháp đó thì cái vấn đề mọi người hãy có một cái tư tưởng trước đi đã, mọi người hãy có một quan niệm trước đi đã. Trong một lúc nào đó mà những cái đời sống vật chất, những cái đời sống danh vọng của mình, những cái tranh chấp của đời sống này nó mất đi hay là nó lặng đi chút đỉnh, thì đem cái điều đó ra suy nghĩ trước rồi đã. Thì bởi vì với một cái sự suy nghĩ cùng một loại và một số lớn người suy nghĩ, thì tôi nghĩ sẽ có việc xảy ra. Vì tất cả mọi việc cũng như tôi nói, không phải là để tôi nói về Đức Phật hay tôi nói cái gì, tất cả mọi việc từ trong lòng mình nó ra trước. Thì một người nói một người nghe, một người nói ngàn người nghe, bây giờ một mình cứ việc suy nghĩ đi thì việc nó sẽ tới. Bởi vì một cái ví dụ rất là đơn giản, ai cũng đã từng yêu. Mới đầu yêu là nghĩ về người yêu thôi chứ, đúng không? Mà mình nghĩ tới một lúc nào đó mới chiến đấu về để mình có người mình yêu, đúng không? Thì nghĩ trước rồi đã. Tới lúc nó sẽ hình thành. Nếu toàn dân Việt Nam cùng nghĩ một điều thì nó sẽ thành. Và những cái chuyện tầm nó sẽ phải đến. Thưa thầy, thì cái dự tính cho tương lai, cái ước mơ của thầy
cho bản thân cá nhân thầy và cho chuyện chung như thế nào thầy có thể chia sẻ? Thì với bản thân tôi thì tôi cũng không có một ước mong gì hết. Với bản thân tôi thì tôi chỉ ước mong là đưa được bao nhiêu, dạy được bao nhiêu để cho người ta hết bệnh về thể chất trước, rồi bước kế tiếp nếu có được thì được, còn không được thì thôi. Và tôi cũng mong muốn là như cái điều tôi vừa nói đó, nghĩ về những cái chuyện tốt, nghĩ về những cái chuyện mà mình có thể làm được. Số lượng nghĩ, số lượng mà bao nhiêu người nghĩ thì nó sẽ ra thực tế. Thì bởi vì đó là một yếu quyết của hoàn nhiên. Thưa thầy, thầy có muốn chia sẻ gì mà chúng tôi chưa có hỏi không? Thầy muốn chia sẻ những cái điều... Tôi nghĩ là câu hỏi về cuộc đời tôi hay là những nguyện vọng tôi cũng đã hết rồi. Nhưng mà có một cái điều là tôi mong muốn và tôi nhận thấy một điều rất là quan trọng. Các chú, các bác cũng như là những người bạn của cha tôi, những người đã từng chiến đấu, bây giờ có những tổ chức để mà chống cộng, có những tổ chức đòi lại quyền độc lập, và sự hy sinh của các chú các bác đó rất là cao, rất là ghê gớm. Nhưng các chú các bác quên đi cái kẻ thù kế bên của mình là bệnh hoạn của mình. Cái sự chiến đấu đó nó sẽ không bền nếu các chú các bác không có lo giữ thân hình đó, không có lo giữ ý chí đó, thì không sớm thì muộn, cộng sản chưa tới thì bệnh tim, đái đường, huyết áp đã đánh chết rồi. Thì cùng một lúc có một đỏ chống cộng, có một chiến đấu để chống cộng, thì nên dùng một phần của cái chiến đấu đó chiến đấu lại bệnh tật của mình. Và tôi sẽ sẵn sàng, nếu mà các chú các bác thấy được cái môn hoàn nhiên này là một cái để mà chiến đấu lại chính cái bản thân của mình, chiến đấu lại chính cái bệnh tật của mình để sống lâu hơn chút xíu nữa, để giữ cái đấu chí ngày nào mà các chú các bác cầm súng lên tay thì tốt. Dạ, xin chân thành cảm ơn thầy đã dành thời giờ đến đây để ngồi dưới 30 cái đèn nóng này như thế này để chia sẻ với những cái chuyện suy nghĩ, những cái công trình của thầy và những cái mong ước của thầy. Xin chúc thầy được đạt mọi ước nguyện. Cảm ơn cô. Cảm ơn thầy.